chương trình Hình ảnh người mẹ trong nhạc phẩm nhạc sĩ Bác Sơn. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, Phương Tiến sẽ được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hoàng Hải, Chủ tịch Tập đoàn An Nông, đơn vị đã đầu tư toàn bộ kinh phí tổ chức rất nhiều hoạt động để giới thiệu những ca khúc của nhạc sĩ Bác Sơn. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ca sĩ doanh nhân Bích Thủy, Giám đốc Tập đoàn An Nông và cũng là người con gái thứ 9 của cố nhạc sĩ Bác Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ca sĩ Hà Châu, giảng viên thanh nhạc và cũng là con gái thứ 5 của nhạc sĩ Bác Sơn. Xin được giới thiệu ca sĩ Bích Phượng, người ca sĩ nổi tiếng và đã trình bày rất thành công những ca khúc của nhạc sĩ Bác Sơn. Xin được giới thiệu một dòng ca rất ngọt ngào và cũng đã trình bày thành công rất nhiều những sáng tác của nhạc sĩ Bác Sơn. Xin được giới thiệu ca sĩ Đồng Đào. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ Tâm Tâm, một nghệ sĩ cải lương, yêu mến những sáng tác của nhạc sĩ Bác Sơn. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Phương Tiến sẽ được cảm ơn các doanh nhân, các ca sĩ, nghệ sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn Tập đoàn An Nông đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Và câu hỏi đầu tiên cho phép Phương Tiến sẽ được đặt câu hỏi cho ca sĩ doanh nhân Bích Thủy. Thời gian gần đây thì mọi người lại biết đến chị với một vai trò là ca sĩ và đặc biệt là chị thường hay hát và giới thiệu những ca khúc của người cha của mình. Xin chị có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này được không ạ? Bích Thủy xin trân trọng kính chào quý vị xem đài. Để trả lời câu hỏi của Phương Tiến thì Bích Thủy khẳng định là trước khi là một kỹ sư thì Bích Thủy đã từng đi hoạt động văn hóa nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của ba mình. Tuy nhiên là có lẽ là mình chưa có cái duyên với cái nghề này, do đó Bích Thủy mới rẽ sang cái con đường kinh doanh. Đến lúc mà kinh doanh đã thành đạt rồi thì Bích Thủy lại thấy rằng cần phải có những cái hoạt động lành mạnh để mà giải stress, thì Bích Thủy bắt đầu hoạt động văn hóa nghệ thuật, bắt đầu từ những cái buổi biểu diễn cho cái hội nghị của mình và sau đó là thành lập hẳn một đoàn. Và vừa rồi được sự đồng ý của ông Hoàng Hải, Chủ tịch Tập đoàn Nông, thì Bích Thủy đã tổ chức cuộc thi tình ca Bắc Sơn rất thành công. Đó là con đường dẫn dắt Bích Thủy đến với nghệ thuật. Kính thưa toàn thể quý vị, thì An Nông ngoài cái chuyện kinh doanh chính thì Tập đoàn An Nông rất mong muốn đóng góp cùng xã hội trong việc gìn giữ và phát huy cái dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, đặc biệt là dân ca Nam Bộ. Thì đây cũng là cái gắn bó, thể hiện sự gắn bó của An Nông với cái ngành kinh doanh chính của công ty, đó là ngành nông nghiệp, và cũng là thể hiện sự tình cảm với các bà con nông dân đã cùng với công ty trong những chuyến công tác, trong những hội thảo trong ở mọi miền đất nước. Thì riêng đối với những bài tình ca của nhạc sĩ ưu tú Bác Sơn, nó còn thể hiện cái tình cảm gia đình, đó là do Bích Thủy, tổng giám đốc của Tập đoàn An Nông, là con thứ 9 của nghệ sĩ ưu tú Bác Sơn, và cũng thể hiện cái di nguyện của ông trong việc muốn đóng góp cống hiến suốt đời cho sự nghiệp âm nhạc cũng như là trong cái văn nghệ. Thì vì vậy là với cái tư cách là những người con thì Tập đoàn An Nông chúng tôi đã tổ chức cái cuộc thi tiếng hát tình ca Bác Sơn và nhiều cái chương trình khác, trước hết là để thể hiện được những ca khúc mà mang âm hưởng dân ca, và thêm nữa là tìm ra những tài năng và âm nhạc, có thể những tài năng trẻ mà yêu thích cái dòng nhạc dân ca. Thì đó cũng là cái tiêu chí mà cuộc thi tình ca Bắc Sơn đã đề ra. Về việc chúng tôi tổ chức gần đây với tổ chức thì nó cũng có nhiều yếu tố, nghĩa là trong giai đoạn gần đây thì nó công ty An Nông, Tập đoàn An Nông kết hợp với nhiều cái chương trình hội thảo thì đã thể hiện, đã đi được rất nhiều bà con nông dân, rất nhiều khán giả yêu thích, nên là chúng tôi mạnh dạn tổ chức cái chương trình vừa qua và đã đem lại những thành công rất lớn. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Hoàng Hải ạ. Thưa quý vị và các bạn, khi nhạc sĩ Bác Sơn qua đời, ông đã để lại cho đời, cho kho tàng âm nhạc Việt Nam hơn 500 ca khúc. Và ở đó những sáng tác, những ca khúc của ông, chúng ta đều thấy tình cảm gia đình, tình yêu quê hương mà mỗi người dân Việt Nam khi đi xa luôn nhớ về. Không ai là không biết đến những ca khúc như là Còn thương rau đắng mộc sau hè, Sa mưa giông, Em đi trên cỏ non, Bông bí vàng.